Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014, tại cảng cá thuộc phường 2 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xảy ra vụ cháy tàu cá dữ dội đang neo đậu tại bến. Nhiều ngư phủ cùng tàu thuyền khác nhốn nháo rời khỏi nơi cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến dập lửa. Sau gần một giờ, tàu cá đang cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, chiếc tàu cá bị cháy mang số hiệu TG92567TS, loại công suất vận chuyển 70 tấn, đang neo đậu tại cảng cá. Nhiều ngư phủ có mặt trên tàu cho biết, khoảng 3 giờ 45 cùng ngày, mọi người đang ngủ, thấy có mùi khét và phát hiện tàu cá bốc cháy dữ dội từ cabin. Sau đó họ dùng nhiều dụng cụ chữa cháy sẵn có, nhưng không dập tắt được đám cháy nên nhảy xuống sông thoát thân. Do trên tàu có nhiều vật dụng dễ cháy, cộng với nhiên liệu dầu, nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ cabin và lan sang phần thân tàu. Cùng lúc đó, nhiều tàu cá đang neo đậu bên cạnh buộc phải tháo neo bỏ chạy và chở theo các ngư phủ trên tàu bị cháy thoát nạn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang, tàu cá này là do bà Phạm Thị Thu, 64 tuổi ở phường 2, thành phố Mỹ Tho làm chủ, hoạt động tại cảng cá nhiều năm qua. Vụ cháy ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy được nhận định bắt nguồn từ bình ắc quy trong cabin của tàu cá.